Trước khi chúng ta tiếp học tiếp cái bài này, tôi hỏi quý thầy là khi vừa rồi cái lớp mình thi thì như vậy có bao nhiêu vị bị tập lập biên bản? Ai bị lập biên bản đưa tay thầy coi. Tại vì thầy thấy văn phòng đã báo cáo với thầy là có một số bị lập biên bản thi lập tên dự tên liệu, phải không? Tên liệu vào. Và thầy đã nói rồi là các con là chẳng thà làm bài không được, mà để như vậy á, thì được thi kỳ 2, tức là còn thi thêm một kỳ nữa. Nhưng mà nếu như mà lập tài liệu rồi á, thì bỏ 3 năm sau mới học lại cái môn này. Thầy cảnh cáo rồi. Và tất cả các môn đều như thế, không phải là môn riêng môn của thầy. Mà bất cứ môn nào mà dầm thi họ lập tài liệu là xem như là đình chỉ môn học môn đó. Và quý con mà cả ai bị một thằng lập rồi á thì sẽ bị đình chỉ học môn đó cho hết học kỳ này luôn, không được học, và sang năm học lại hoặc 2-3 năm sau mới học lại. À, nói rồi nhưng mà thầy vẫn thấy có cái biên bản trên đó. Thầy có thể trên bàn là có biên bản của những em là thi lập tài liệu trong đó có khái luận Phật học đó, và bảo cho thầy có muốn khái luận. Đây là cái điều thứ nhất mà thầy thấy là các vị không có tuân thủ thầy những gì thầy nhắc nhở. Và những vị nào mà đã bị lập tài liệu rồi thì biết rằng là rất khó để mà xin được cái gia hạn. Bởi vì ví dụ như kỳ này thầy sắp sửa chuẩn bị cho một cái đăng họp để mà đề nghị ra một cái kỳ thi cho mấy em khóa 9. Có nhiều em là thiếu 11 môn. Vì tình hình trong thời gian học á, là quý thầy đó có thể bị bố mẹ mất, thầy tổ mất, cho nên họ thời gian họ học cũng được, họ bị quá giờ, họ bị kẹo cấm thi. Nhưng bây giờ là những người đó người ta vì cái tình hình như vậy cho nên nhà trường vẫn tổ chức cho thi và sắp sửa được thi, ôn tập để thi và thi lại trong vòng chỉ có 4-5 tháng là được có văn bằng rồi. Nhưng mà em nào mà giúp mà lập tài liệu á, bị lập tài liệu á, thì đợi 2 năm nữa mới thi. Và bây giờ quý thầy cô có thử mình chọn cái nào cho tốt thì chọn. À, bây giờ làm việc làm bài thế nào nói thầy biết. Tình hình 4-5 môn vừa rồi thi ra sao? Tốt hết không? Nói chung là tốt hết phải không? Làm thì có làm phải không nè? Việc đầy giấy nhưng việc ra sao phải không? À, tôi cũng biết rồi. Bởi vì tôi hôm qua họ đưa bài cho tôi có coi, tôi có đọc thử, tôi thấy có một thầy viết đến đó là 8 trang. Mà điểm mà coi viết có 8 trang là 2 tờ đó, 2 tờ giấy đối đó. Thì tôi đọc cặp tôi không biết cho khoảng 10 điểm được không nữa. Việc nhiều. Nhưng mà cái cách viết dưới trung cấp Phật học không có dính gì dân này giảng dạy trên này hết. Cho nên việc nhiều mà chưa viết được bao nhiêu phải không? Tôi đừng lo, đây là học kỳ 1, rồi lần lần là sẽ quen phải không? Quý thầy kỳ này là bỏ được cái luận văn là quý thầy đỡ lắm rồi đó. Chứ còn cái luận văn là còn chạy quánh nữa mà lo nữa. À, nhưng mà lưu ý cho là chúng ta không có sử dụng tài liệu trong bất cứ hình thức nào. Đó là điều thứ nhất thầy lưu ý mà các con vẫn bị vi phạm. Thầy là chủ nhiệm của lớp này, mấy người làm thầy xấu hổ nhá. Thầy khi mà hội đồng điều hành đề nghị một người làm chủ nhiệm, thầy nói thầy đang đào tạo, thầy chủ làm chủ nhiệm luôn để thầy lo cho mấy đứa. Mà đợi mấy con không nghe lời thầy thì cả con là làm thầy cũng xấu hổ chung phải không? Như vậy khi vừa rồi ta học xong cái phần định nghĩa phải không? Khi vừa rồi chúng ta đã bàn luận xong cái phần là phần sự vận hành của năm uẩn phải không? Và trong sự vận hành năm uẩn này cuối cùng đấy là Phật giáo. Đây là kết luận của cái ở giữa kia có thấy không? Còn nhỏ hả? Năm uẩn là nó vận hành có sự liên kết với nhau. Do vậy, không có một uẩn nào mà tồn tại độc lập. Và từ cái kết luận là không có uẩn nào tồn tại độc lập được. Cho nên, Phật giáo không hề chủ trương có một linh hồn đằng sau năm uẩn này là tồn tại bất biến. Và không thể xem đó như là một cái gì được cái tôi hay cái ta đối lập với cái mà thường. Không xem nó thường hằng để lập với cái bất thường. Vì mà sở dĩ mà chúng tôi phải đổi nhận mạnh cái này, bởi vì xưa nay chúng ta và cho đến bây giờ quý thầy và chúng tôi cũng vậy, có thường hay là có một cái linh hồn thường hằng bất biến. Và cái quan điểm này đã được Đức Phật ngài là chấn chỉnh vị tỳ kheo tên là Sita Sati trong cái kinh Đoạn Tận Ái.
Vì ông này ông nghe kinh, ông nói đức kính Đức Phật là cho rằng có một cái thức chuyển biến từ kiếp này sang kiếp khác, và Đức Phật nói ông là một cái người vô minh, vì thức là do duyên sinh, không có duyên thì thức không thể sinh khởi. Vì thức do duyên sinh cho nên là tùy thuộc vào các điều kiện của nó, do duyên con mắt và sắc, và sắc thức sinh gọi là nhãn thức, do duyên tai và tiếng thức sinh gọi là nhị thức, vân vân. Và ở đây nó tương tự giống như một cái giờ, một cái ngọn lửa, do đốt củi gì thì cái lửa đó gọi là củi, gọi là lửa của cái nhiên liệu đó. Ví dụ như lửa mà được đốt bằng nhiên liệu mà gỗ thì kêu là gì? Lửa gỗ. Nếu mà nó là liên hệ nhiên liệu mà đốt bằng rơm thì gọi là lửa rơm, bằng ga thì gọi là lửa ga, bằng xăng thì gọi là lửa xăng. Vậy thì cái lửa xăng nó có cái tương tồn không? Nó do cái duyên chất liệu. Vì vậy ở đây tùy cái nhiên liệu, và ngài Buddha Gosa tất nhiên là ngài Phật âm, ngài cũng đưa ra cái lập luận như thế. Ở đây chúng ta sẽ nhắc lại câu dạy của Đức Phật. Đức Phật tuyên bố thức tùy thuộc vào bốn nguồn là sắc, thọ, tưởng, hành, hay là vật thể, cảm giác, trí giác và ý chí, và không thể tồn tại độc lập. Câu này trong câu kinh Tương Ưng, kinh Tương Ưng của hệ Bali tương ba, Đức Phật nói thức có thể tồn tại với sắc làm phương tiện Rupa Baja, sắc làm đối tượng Rupa Răng Na Năm, sắc làm nơi nương tựa và tìm lạc thủ trong ấy, nó có thể lớn lên tăng trưởng và phát triển tương tự đối với thọ tưởng hành thức. Nếu ai bảo rằng họ có thể chỉ rõ sự xuất hiện, sự ra đi, sự biến mất, sự sinh trưởng, sự phát triển và biệt lập với sắc của thọ tưởng hành, tức là sự gọi là sự tồn tại, phát triển và biến mất của thức mà độc lập khỏi bốn cái uẩn còn lại, thì điều đó Đức Phật nói là không thể xảy ra, và Đức Phật khẳng định trong kinh Tương Ưng. Như vậy ở đây là cái điều thứ nhất, là chúng ta sau khi thấy cái vận hành của ngũ uẩn nó có cái liên kết với nhau, do vậy là Đức Phật là định lắm một cái ngã. Thứ hai, có một cái lý luận trong cái bài kinh gọi là người mang gánh nặng, thì trong đó Đức Phật dạy ngũ uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người cầm ấy gánh nặng ấy lên chính là khổ trong đời, còn bỏ gánh nặng xuống tức là không khổ. Gánh nặng bỏ xuống xong không mang thêm gánh khác, nếu ái khổ, nếu ái nhộ khái khác ái tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khác tận cùng được giải thoát tịnh lạc. Và do cái lời dạy này cho nên có một số tỳ kheo cho rằng như vậy đằng sau cái uẩn nó có một cái gì đó. Gánh nặng ở đây là nắm uẩn, người mang gánh nặng là con người, mang gánh nặng lên là khác ái, đặt gánh nặng xuống là niết bàn. Từ đấy ai chừng niết bàn gọi là người đã đặt gánh nặng xuống. Nhưng mà người ta cho rằng, có một số tỳ kheo cho rằng ám chỉ đằng sau gánh nặng đó, cùng như người mang gánh nặng đó có một cái thực thể tách khỏi gánh nặng và tách khỏi con người, và cái đó gọi là ngã. Đây là một cái sai lầm thứ hai mà Đức Phật dạy. Bởi vì chúng ta nói là đằng sau cái tư tưởng có con người tư tưởng, phải không nào? Có cái gì đó tư tưởng, cái gì đó tự là nghĩ về, thì cái đó, cái nghĩ về đó, cái tư tưởng đó mình cho là cái ngã, và đằng cái đó cũng là cái duyên sinh. Cho nên ở đây vẫn có những tỳ kheo như vậy, và vì vậy Đức Phật dạy là đó là một sai lầm. Và Đức Phật ngài dạy cái lưu ý thứ hai trong này là những gì không phải của ngươi thì hãy từ bỏ, và những gì mà không phải từ ngươi trong này Đức Phật dạy đó là nắm uẩn, không phải là của mình. Nắm uẩn là sắc không phải, thọ không phải, tưởng không phải, hằng không phải, thức không thể, không phải của mình cũng phải từ bỏ. Và không thể có một cái nhóm nào trong nắm uẩn này có thể đồng nhất với cái ngã, hay một cái gì thuộc về cái ngã. Và sau khi cái vài bữa quý thầy đi vào học đến cái giáo lý vô ngã, chúng ta học sâu cái này. Nhưng mà ở đây có một cái trường hợp mà một vị tỳ kheo tên là Khema, Đức Phật bảo rằng là nắm uẩn là vô ngã, thì vị tỳ kheo này lại nói rằng là
sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, thức vô ngã, đúng. Nhưng mà khi nắm cái này mà là tu hợp lại với nhau á, thì nó tạo ra một cái gì đó độc lập khỏi năm cái này. Ví dụ như hương sen, nó không phải là hương của cảnh, không phải là hương của bông, không phải là hương của lá, không phải là hương của cụ, nhưng mà nó có cái gọi là hương sen. Quý thầy thấy hương sen đó nó phát ra từ đâu? Nó có phải từ đâu, từ một cái mà ra không? Hương sen có không? Có vậy thì nó bắt ông này, ông nói hương sen này không phải của rễ, không phải của lá, không phải của bông, không phải của cành, nhưng mà khi tất cả những cái đó mà nó phù hợp lại thì nó có cái hương, và hương đó là ông cho là cái ngã. Thì khi nắm uẩn này, không phải là sắc có uẩn, sắc là ngã, thọ là ngã, cho đến thức là ngã, nhưng mà nắm uẩn này là tồn tại lại, nó cũng có duyên kết hợp lại, thì nó tạo ra một cái như cái hương sen, như có cái linh hồn. Đức Phật nói đó là một sai lầm lớn, đó cũng là một ngộ nhận. Người thầy nhớ cái giáo pháp vô ngã của đạo Phật là hẳn là, bởi vì sao? Bởi vì những người mà có niềm tin như thế đều không có giải thoát. Và cái này á thì người ta cho rằng cái đó là siêu ngã, cái này gọi là siêu ngã. Cho nên quý thầy về đọc cái bài vài bữa các thầy học duyên khởi vô ngã, quý thầy đọc giùm tôi trước hai bài trong cái cuốn gọi là Chuỗi Ngọc Trai. Quý thầy đọc giùm cho tôi bài Vô Ngã và Vấn Đề Siêu Ngã trong Phật Giáo. Cái bài đó là cái bài mà cực kỳ hay về giáo lý vô ngã. Vô ngã và Vấn Đề Siêu Ngã trong Phật Giáo, về đọc trong cuốn Chuỗi Ngọc Trai. Và cái bài thứ hai đó là Triết Lý Thường Hằng và Triết Lý Đoàn Diệt, chìa khóa để hiểu được giáo lý nguyên thủy. Đây là hai cái bài viết về duyên khởi và vô ngã cực kỳ hay. Và tôi dịch từ trong cái bản, trong cái tờ báo của châu Âu ra, trong cái tạp chí Phật Giáo châu Âu tôi dịch ra. Quý thầy đọc giùm tôi hai cái đó để chuẩn bị là ta học duyên khởi và vô ngã. Đây là hai. Nhớ rằng giáo lý ngũ uẩn này cũng nói về duyên khởi và vô ngã, và những cái giáo lý này có một cái sự nối kết chặt chẽ với nhau. Nhưng mà khi đi vào duyên khởi và vô nọ nối kết với vô ngã thì thấy nó càng sâu hơn. Và những cái lý luận trong những cái bài đó nó cho chúng ta thấy được là chúng ta không thể bám víu vào đâu được cả, mà lý luận rất khoa học. Nói tóm lại, vị tỳ kheo này đã có một lập luận rằng là khi nắm cái này tách rời ra thì không có ngã, nhưng mà khi nắm cái này nó cùng duyên tồn tại với nhau thì nó tạo ra một cái đó gọi là linh hồn. Giống như cái hương sen không bắt nguồn từ bất cứ cái gì, nhưng mà nắm những cái thứ hương sen còn lại tạo ra cái mùi sen. Đây là một cái sai lầm thứ hai. Và những người mà chấp thế như thế, Đức Phật gọi là chấp về cái ngã hay chấp về thân kiến, gọi là Sakai Yadithi. Và Đức Phật cũng dạy thế nào là thân kiến. Đức Phật hôm nay hôm trước mình có rồi, vô văn phàm phu quán sắc như là từ ngã, quán từ ngã như là có sắc, vân vân. Hình như hôm nay tôi nói cái này là vào. Thì cái ai xem sắc như là từ ngã như là sắc, người ấy có thân kiến. Ví dụ như thế này. Bây giờ đặt ví dụ, quý thầy bây giờ cái thân quý thầy như thế này, quý thầy thấy cái thân này là ngủ uẩn phải không? Nhưng mà ta cái thân ngủ uẩn này có quý thầy đúng đó không? Có không? Có không? Cái đó Đức Phật gọi là xem sắc như là từ ngã. Có nhiều người á, xem sắc như từ ngã, xem từ ngã như là có ở trong sắc này. Nghĩa là trong cái sắc thọ tưởng hành thức con người ngủ uẩn này là có cái từ ngã trong này. Cho nên cái đó gọi là thân kiến, chấp một cái gì đó. Sai lầm. Thân này là có thật cho nên gọi là thân kiến. Bây giờ tôi vừa hỏi quý thầy là có không? Quý thầy là có. Về suy nghĩ là có chỗ nào cho tôi biết. Bây giờ có ở đây là có nơi tóc, hay có nơi mắt, hay có nơi mũi, hay có nơi chiều cao, hay có nơi màu trắng của em. Đó là cái gì? Bây giờ ta nói cái ngã của ta có trong cái thân ngủ này, nó là ở đâu? Ở trong không ngoài? Bây giờ ở đây tôi hỏi, tôi muốn hỏi quý thầy là cái ngã có trong thân ngủ này, quý thầy là có. Tôi muốn hỏi thầy là trong thân hay ngoài thân? Trong ngoài luôn. Về suy tư gần đây, cái này là cái mà rất là khó nói thì hiểu được, nhưng mà rất khó chấp nhận. Và đôi khi chúng ta nghĩ tới đây chúng ta sợ, chúng ta không dám nghĩ tới nữa.
Bởi vì nói chúng ta không có cái ngã trong cái thân này, lập tức chúng ta lấy cái chi để luân hồi, lấy cái để giải thoát, lấy cái để niết bàn, lấy cái để sinh tử. Và từ đó chúng ta cứ cho nó qua. Và cái này Đức Phật gọi là chấp thân kiện. Mà thân kiện là gì? Là tà kiện. Thân kiện là khổ đau. Do vậy không thể chấp cái gì trong thân này được cả. Đó là cái lý luận về sự vận hành của năm uẩn. Khi năm uẩn vận hành thì nó cũng có mặt. Bởi vì một uẩn chấm dứt thì năm uẩn nó chấm dứt, và không kể có linh hồn hay cái ngã gì cả. Bây giờ ngang đây cả đà, vài bữa mình học, mình sẽ làm lại cái này nữa, mình sẽ lập lại cái nữa trong cái bài duyên khởi vô ngã. Bây giờ vị trí của năm uẩn trong giáo lý Phật giáo là gì? Quý thầy, chúng ta vừa rồi quý thầy thấy Đức Phật nói á, là cái giáo lý của tự đệ cực kỳ quan trọng, nó là linh hồn của Phật giáo. Bây giờ Đức Phật nói này, này các tỳ kheo, khi nào ta chưa thật sự liệu trí năm uẩn theo bốn chuyện, cho đến khi ấy đối với thế giới chư thiên ma phàm thiên cùng với quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và là người, ta không xác chứng ta là chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Khi nào ta liệu trí năm thuộc này theo bốn chuyện, tức là 12 hành tướng của ngũ uẩn, thì ta xác chứng ta là chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Vậy thì một người mà chứng vô thường chánh đẳng chánh giác là người ấy đã liệu trí như thật về năm uẩn, thấy được cái sự thật của năm uẩn nó vô ngã, thể thấy theo ba hành và 12 chuyện chúng ta học rồi, theo giống như là tự đế. Vì vậy cái vị lý của tự đế nó ở vị trí của ngũ uẩn nó cũng quan trọng. Tuy nhiên ở đây có một cái điều mà Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, ta không thấy một sắc pháp nào do cái sắc pháp ấy mà tâm người đàn ông trở nên nô lệ như là nô lệ bởi sắc người đàn bà, đúng không? Không có cái sắc nào mà do nó tâm người đàn bà trở nên nô lệ và làm người nô lệ, làm kẻ nô lệ bằng sắc người đàn ông, đúng không? Đó là cái mà chân lý, đó là sự thật. Và cái này là quý thầy biết rằng là không dễ gì bỏ qua, không có dễ gì mà vượt qua. Và tương tự như thế đối với thọ, tưởng, hành và thực. Và Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, xúc của người đàn bà ám mạnh người đàn ông, sắc của người đàn bà ám mặt người đàn ông, thân của người đàn bà ám mặt người đàn ông, và hương vị xúc là tất cả những thứ đó là ám mặt người đàn ông. Và ngược lại, cho nên ngược lại là sắc thọ tưởng hành thức của người đàn ông cũng ám ảnh cái tâm người đàn bà. Vì vậy giải thoát là phải liệu đi như thật năm uẩn này, nó là duyên sinh, nó là vô ngã, nó không có thật, thì lúc đó mới chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác. Mà chưa thấy được rõ ràng là con bị ám ảnh, phải không nào? Ngồi đây mà nghe nói éo một cái là về nhớ chữ éo đâu, một cái là khó, như là cứ một lần mà nghe nó éo lên một cái là tu cũng được rồi đó. À, thì dù như là người ta nói một câu là lía thía thì quen chầu, à về trong cái đó sư tài rồi rành, cái này là thuộc lòng phải không? Và cái này nói cái gì? Cái hương của người đàn bà nó ám ảnh, nó khiến cho người đàn ông trở thành nô lệ. Cái âm thanh quý thầy cô nhớ thế này, biết bao nhiêu vị vua chúa quyền lực đầy trí tuệ, nhưng mà chỉ nghe cái người phụ nữ mà nói một tiếng là coi như là bụng rụn tay chân tê liệt. Có thầy biết tê liệt đúng không? Thầy tê liệt chưa? Thầy, quý thầy nhớ là cái vị vua mà nổi tiếng của một thời đó là Ngô Phù Sai, nhớ không? Và ông là một vị vua anh hùng, nhưng mà ông đổ sự nghiệp là bởi ai? Tây thầy, phải không nào? Cái sắc của Tây Thi đã làm cho Ngô Phù Sai nô lệ. Cái hương của Tây Thi đã làm cho Ngô Phù Sai nô lệ. Và đây là tất cả những cái thứ này chúng ta cũng đáng lận cuộc trong này trong hay ho chi đâu. Quý thầy còn nô lệ lúc này không? Có không? Không hả? Ôi giờ hay quá, nghe cái này mừng quá. Cho một tràng hỏi tay.
Không nô lệ sắc thanh hương vị xúc của người đàn bà là đặc biệt rồi. Cái này là có những liệu tí nắm uẩn đó nè. Khó lắm. Cái này là cái sự thật. Bởi vì quý thầy biết chúng ta đang bị chi phối, chúng ta đang bị gọi gì, gọi điều khiển, chúng ta đang trở thành nô lệ với những thứ này. Và tu là làm thế nào để thoát khỏi cái này? Thế Đức Phật phải chậm nữa, mình sẽ học cái pháp quán về cái này, để mà tu ngụ uẩn. Tu ngụ uẩn là để thấy thật cái chân tướng. Ví dụ như khi mình bị một cái sắc, mình bị cái sắc của người đàn bà nó chế ngự, làm sao để mà đi ra khỏi cái sắc đó? Mình nhìn cái sắc người đàn bà bị chế ngự là mình xét hình tướng bên ngoài, bây giờ mình quán thẳng vào bên trong là nói là cái gì? Nhưng mà chúng nữa học nhá, cái đó là có giàu. Ở chỗ này vì lý do đó mà Đức Phật nói chừng nào mà một người liệu tri năm uẩn theo bốn chuyện là liệu tri sắc thọ tưởng hành thức, liệu tri sắc tập khởi, rồi liệu tri sắc đoàn diệt, liệu tri con đường đưa đến sắc đoàn diệt theo bốn chuyện gọi là thẳng tri năm uẩn, chừng đó gọi là người ấy đã hiểu liệu tri sắc uẩn. Hiểu rõ sắc uẩn gồm đất nước lửa gió và do các sắc bốn thứ này là tạo thành, và sắc là do thức ăn mà nó nuôi dưỡng, khi thức ăn tập khởi sức ăn ta gọi là đoàn diệt, sắc đoàn diệt đã chẳng đạo là con đường đưa đến ly tham yểm ly giải thoát và tri kiến giải thoát, và con đường đưa đến đoàn trừ. Bây giờ chúng ta biết rằng bây giờ cái văn gọi là cái khoa học kỹ thuật ngày nay á, nó tiến bộ đến mức mà nó biến cho cái con người á là từ xấu thánh đẹp, phải không nào? Từ trắng thánh đẹp, đúng không? Michael Jackson, đúng không? Có những cái cô lộ mũi á, mà lộ mũi là xẹp, ngày mai đi khoảng 2 ngày về là thấy lộ mũi cào liền. Bây giờ ngay có nhiều cô mà sinh ra cái má thó tổ bộ, thế nên mà mai mốt là có cái má đồng tiền đây rồi. Nó có gì? Cái khoa học là can thiệp. Nhưng mà cái đó cái huyền tướng. Có nhiều người mà thấy cái lỗ mũi như vậy, chắc đụng một cái là bắt đầu là mù, rồi mù nó phun ra đấy. Thấy cái chấn tượng đó là tự nhiên thấy rằng là gì? Thấy như là gì? Yểm ly sắc. Thấy không? Tu là chỗ đó, chúng nó mình tu. Bây giờ đang nói cái chuyện là một giải thoát là phải thấy thật năm cái này. Bây giờ ở đây chúng ta sắc gồm có bốn nhóm là đất nước gió lửa, thọ gồm có sáu loài thọ: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhị xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thức xúc sanh và thọ do ý xúc sanh, vân vân. Và con đường đưa đến đoàn diệt thọ là con đường chánh kiến, chánh tư duy, hay còn gọi là bạc đảm đạo. Gà đó là cái chúng ta nhìn thấy như thế này, gọi là thấy được cái liệu tri như thật về sắc thọ tưởng hành thức, về năm uẩn. Bây giờ ta đi vào trong cái con đường tu tập năm uẩn. Đây, như chúng ta đã phân tích, nghiệp là hành động có tác ý, mà hành động có tác ý ở đây tương đương với hành uẩn. Cái tư tâm sở ở đây là tương đương với hành uẩn. Hành uẩn là sự vận hành, cái ước muốn, cái sự vận hành, cái tư tưởng của chúng ta, sự vận hành của hành uẩn, nhưng đó là sự vận hành của năm uẩn. Như thế nghiệp là sự vận hành của năm uẩn. Con đường của đạo Phật là giải thoát khỏi sự trói buộc của nghiệp, nghĩa là sự trói buộc của năm uẩn. Vì vậy tu không có là gì cả, tu theo Đức Phật đó là làm thế nào để thấy được cái thật tượng của năm uẩn và đi ra ngoài sự trói buộc của năm uẩn. Này các tỳ kheo, ai thấy và biết như thật về mắt tai mũi lưỡi thân bảy, người ấy quán sát sự nguy hiểm, không có ái trước, không bị trói buộc, không có tham đắm, nên năm uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai, người ấy cảm nghiệm hạnh phúc chân thật và hạnh phúc của tâm. Bây giờ trước khi đi vào chỗ này, tôi nhắc lại cái chuyện mà quý thầy cô nhớ rằng là kỳ cô Ma Lăng Già là cô là mê ngái nàng, mê đến mức mà gọi là gì, gọi là làm đủ cách để chiếm đoạt ngài. Đến lúc về gặp Đức Phật, Đức Phật hỏi là này à, này là
Ma Lăng Già, vậy thì con thương Ma Lăng, thương cái gì? Thương lỗ mũi. Đức Phật đã cho thấy cái chấn tượng của lỗ mũi đó là gì? Bây giờ mà ai thấy tôi chịt thế này, còn thương tôi chịu không nổi đâu. Vì lỗ mũi bây giờ nãy dần cảm người ngày này rồi. Mà khi nghe cảm là biết rồi phải không? Thầy ngắn ngậm cuộc đời rồi phải không? Mắt thì ghen là đang đổ đây nè. Thương mắt, con thương mắt lắm. Quảng con mắt là ghen, tự nhiên thất kinh liền à. Mà có nhiều người thấy đứng ngôi trào xịt vô thơm vô đâu cả mà nói ra hôi ỏm à. Có không? Chẳng chết. Thành ra tu là quảng, quảng cái nở đến quảng cái chi hết. Thấy cái gì đẹp, quảng thẳng qua đó, quảng cái chấn tượng của nó. Quảng nó là gió, đất, nước, giáo, lửa, tạo thành. Khó chứ không phải dễ phải không? Nhưng mà tu là làm việc khó, chứ không phải tu là làm việc dễ. Đi vào cái phép quảng này. Phật cụ dạy, biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyệt, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Đây là cái cách tu của Phật cụ. Quảng thân này như bọt nước. Có một cái câu chuyện trong cái tiền thân, trong kinh. Có một đời Đức Phật làm sinh ra làm vị A-la-hán, có vị vua. Vị vua đó có một vị hoàng hậu ái phi, trong vị hoàng hậu. Và cô thì cô đẹp lắm, mà cô đầy cái sức ái. Cô có một sức quyến hút khiếp lắm. Làm nhà vua là mê mệt. À, gọi là ái luyến với cô mà không thể rời cô được. Nhưng mà cô này lại đoạn mạng. Vì ái quá cho nên đoạn thọ. Người nào mà ái nhiều đoạn thọ. Ái sơ sơ thôi. Ái nhiều đoạn thọ. Cái tấm ái nó làm cho đoạn thọ, chứ không phải quý thầy chú này chơi đâu. Về mặt tâm lý đấy. Sống mà gọi là ái quá, cái sống đó có thế giới đó là gì? Nó rất là không lành mạnh. Và cô này vì cái ái mạnh quá, cái sức hút của cô quá khiến cho nhà vua là mê mệt. Nhưng mà cô là đoạn thọ cho nên khi cô chết đi thì nhà vua đau khổ. Nên nhà vua đau khổ mới là không có thiết chỉ định truyền nước nữa. Cứ ăn rồi là cứ ở bên quan tài là ngồi khóc đau khổ như thế. Và cả vị quần thần cũng biết làm sao. Mới kéo chiếu chiều cầu hiền. Ai mà chữa được bệnh cho vua, ai làm cho vua ra khỏi cái đau khổ đó là sẽ là phong quang tượng thượng. Rất nhiều người đến làm cũng được. Cuối cùng có một vị A-la-hán đến xin chữa bệnh cho vua. Thì vào hỏi vua thương hoàng hậu, thương đại, thương cái nàng công phi này làm bằng nhà vua thương, không thể sống thiếu nàng. Đó, bây giờ nàng chết đi ta không còn thiếu chi nữa. Nói bây giờ nàng có thương ta, thương nhà vua không? Nói nàng thương ta vô cùng. Thương ta không còn cái chỗ nào chế được. Nếu bây giờ mà nàng, mà bây giờ ngàn cái xác nàng đến, nhưng mà nàng sánh một thế giới khác, một thương một người khác, mà nhà vua còn thương nàng được không? Nàng ông vua là không thể nào mà nàng không thương ta được. Ta biết cái linh hồn nàng đang quấn ở đây. Ngài A-la-hán đó mà ngài mới dùng cái thần thông, ngài cho thấy cái bà này á, cái bà mà ải phí mà đẹp này á, vì cái ải quá nặng cho nên sau khi chết xong làm con dòi, làm con dòi cãi mà đang chạy theo con dòi được. Thì vì A-la-hán này mà chị nói, thưa bề hạ, đó là ải phí của ngài đó, tiền thân là như vậy, bây giờ sinh ra ải liền nó theo con này được. Ông thầy về ông tức quá, ông nói dẹp gấp là ông cho chôn xác bắt đầu. Đó là một cái chuyện của thầy biết là ải. Cho nên hãy quản cái bất tình. Quản cái thân này là nó không có thật, nó do duyên sinh. Và có như vậy mới khổ đau. Và trong cái Phật cụ đề nghị chúng ta là, dạy chúng ta là quản thân như bọt nước. Một cái bề kệ thứ hai trong bài Phật cụ mà dạy chúng ta tu về ngũ uẩn đó là hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như huyền cảnh. Quản nhìn đời như vậy, thân chết không bắt gặp. Thấy đời gọi là như bọt nước, hãy đời nhìn đời như khuyệt cảnh, quán đời như vậy, thần chết không bằng gặp. Đây là cái pháp quán mà trong cái thiền của Phật giáo gọi là Vipassana. Tu của Đạo Phật là nhìn thẳng, nhìn rõ những thể cái chân thật của nó. Quý thầy bây giờ năm nay một người, có một số người là 20 tuổi, có số 25 tuổi, thấy người số 30 tuổi có không? Ở đây có người 40 tuổi. Quý thầy thấy mình già chưa? Chưa già phải không? Tượng già hiền trong tuổi trẻ. Bình tạng hiền trong sức khỏe. Đừng nói mà chưa già. Bây giờ đang già, đã già, đang già và sẽ chết. Chứ đừng nói chưa già.
À. Cho nên hãy quán như thế thì tự nhiên là bớt ái cái sắc thanh hương thọ của mình đi. Rồi bớt ái đến cái đối tượng khác. Hãy nhìn đời như bọt nước, hãy quán nhìn các viễn cảnh. Quán đời như vậy thì thằng chết không bắt gặp. Đó là pháp cũ. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái pháp tu của A Hàm và Hoa Nghiêm. Quán sắc như bọt nước, quán thọ như bong bóng nước, quán tượng như sóng nắng, quán hành như cây chuối, các thức là vô ngã. Đây là thiền quán về năm uẩn. Sắc như bọt nước, thọ như bong bóng nước, tượng như sóng nắng, các hành như cây chuối và các thức là vô ngã. Hãy tu như vậy về năm uẩn. À, quý thầy nhớ rằng là đây là tôi đưa ra một số cái pháp tu về ngũ uẩn, nhưng mà có ví dụ bây giờ quý thầy ngay tùng bát nhã. Tùng bát nhã ngay cái câu đầu tiên của bát nhã là gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Cho nên hằng ngày mình tùng cái này là gì? Thiền quán, chẳng phải tùng thuộc lòng. Đôi khi mình ngày nào mình cũng tùng thời kinh, nào mình cũng tùng bát nhã, mà bữa nay có gần đây là chúng ta có một cái à, một cái cách dùng, cái cách mà nghi lễ đưa vào là đôi khi vô tùng ban đầu không tùng đại bi nữa mà tùng bạc nhã. Ngay từ câu, ngay từ đầu là ma ha bạc nhã ba la mật đa tâm kinh, quán từ tại bồ tát hành tâm bạc nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngô ấn giải không thì đồ nhất thiết. Đó là cái cách tu quán ngô ấn là giải không. Thì Hoa Nghiêm, thì Pháp Hoa, thì là A Hàm, thì là Ni Ca Gia gì đều dạy cái pháp quán ngũ uẩn là công thật, là giai công đồ nhất thiết khổ ảnh. Đó là cái pháp tu về ngũ uẩn. Và như vậy tu pháp tu về ngũ uẩn nhằm đến hai mục tiêu. Thứ nhất, chế ngự thói quen của con người. Cái thói quen ở đây gọi là tập quán nghiệp. Trong cái giáo lý nghiệp mà sau này chúng ta học á, thì sẽ có một cái loại gọi là tập quán nghiệp. Cái hằng ngày mình hành sự, mình nói năng, mình suy nghĩ, mà cứ ngày này qua ngày khác mình lặp đi lặp lại một cái hành động giống nhau thì trở thành một cái thói quen. Và thói quen đó gọi là cái tư cách của mình. Chế ngự thói quen của con người, nghĩ về các hiện hữu như là có một cái ngã tính thương hằng, và từ đó dục vọng nó khởi lên. Ở đây quý thầy, cái câu này là câu mà tôi trích từ trong cái cuốn Luận Vạn Tiến Sĩ của Hòa Thượng Chân Thiện. Sau khi ngài viết về ngũ uẩn, và ngài nói hai điểm này. Trước khi tôi nói đến điểm thứ hai, ví dụ như ngài Đại Lai Đa Ma, ngài nói về cái pháp tu về nghiệp, ngài nói rất là hay. Ví dụ như là trong cái pháp cụ nói tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, thì khổ não sẽ theo ta như xe kéo theo cái vật kéo hay cái rơm mỏng. Ở đây ngài Đa La Đa Ma, ngài diễn tả cách này mà tôi cho rằng rất là hay mà là gần. Và cũng là cái cách thiền quán cả. Hãy cẩn thận khi suy nghĩ, vì suy nghĩ nó sẽ biến thành lời nói. Hãy cẩn thận khi nói năng, vì nói lời nói sẽ biến thành hành động. Hãy cẩn thận khi hành động, vì hành động sẽ biến thành thói quen. Đây. Hãy cẩn thận chăm chú đến thói quen, vì thói quen sẽ hình thành nhân cách của mỗi con người. Đúng không? Cái này là cái. Hãy cẩn thận, hãy chăm chú, chăm sóc đến thói quen, vì thói quen là nó hình thành nên mình gọi là nhân cách của mỗi con người. Và cái nhân cách đó chính là nghiệp. Cái nhân cách đó chính là cái định đoạt cái tương lai của chúng ta. Cho nên tu về ngũ uẩn như vừa nói tôi nói, đó là chăm sóc cái thói quen, vì nó biến thành cái nghiệp, biến thành cái nhân cách của mình, và biến thành cái nghiệp.
Do vậy, ở đây tôi rất là tâm đắc về hai cái kết luận của Hòa Thượng. Chế ngự thói quen của con người khi nghĩ về các hiện hữu như là có cái ngã tướng, và từ đó cái dục vọng sinh khởi. Thứ hai, tu tập năm muộn, quán năm muộn là không, để phát triển cái nhìn về sự vật là vô ngã, từ đó vô dục nó không, nó khởi lên. Khi thấy vô ngã thì cái tâm ái, tâm tham nó bất, nó không khởi, thì tâm vô dục nó khởi. Đây là cái mục tiêu chúng ta tu tập về năm muộn. Cho nên cái giáo pháp năm muộn ở đây, chúng ta không học lý thuyết, mà chúng ta đi vào, sau khi biết được tất cả các năm muộn rồi, sự vận hành của nó, cái bản chất của nó, bắt đầu chúng ta đi vào cái pháp tu đó là gì? Thiền quán về năm muộn, quán sát về năm muộn, nhìn thật về năm muộn, để đi đạt đến hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là gì? Là để xây dựng một cái thói quen mới, xây dựng một cái tập quán nghiệp mới. Ví dụ như cái tập quán bây giờ quý thầy đi tu là đi xây dựng một cái tập quán mới. Tu là chuyển hóa, tu là thay đổi. Đôi khi chữ tu chúng ta đừng có quá hình dung hóa nó, hay là linh thiêng hóa cái chữ tu, để cuối cùng người ta nhìn mình á, ta nhìn vào mình á, ta thấy là một cái chiếc áo này, ta cứ nghĩ rằng là mình là thánh thân rồi. Không phải. Tu là gì? Tu là sửa. Nói rất rõ, tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa thân, sửa lời, sửa ý. Hay nói khác đi, tu là sửa, sửa những cái tập quán nghiệp cũ thành những cái tập quán nghiệp mới. Bỏ những cái tập quán nghiệp cũ để xây dựng đến những cái tập quán nghiệp mới. Cái đó gọi là tu. Và ở đây nắm hai cái này rất ư là rõ ràng. Cho nên bữa nay khi nói đến ngủ uống, tôi hỏi đến ngủ uống, thì quý thầy phải nhớ tất cả những cái này. Mà không phải ngủ uống bữa nay chỉ là lý thuyết, mà ngủ uống là cái để hằng ngày đối tượng mình quan sát, mình hành trì. Thì dù ngày này mà tôi nhìn, hôm tôi nói với quý thầy cái này nó cục phải không, ngắn không? Đây là ngủ uống của tôi nó cục đấy nè, mà thức của tôi nó không cục, tâm của tôi nó không cục. Và tôi quản nó là vô thường, nó là không ngã. Nhìn nó, khi tôi nhìn tôi mà trong kính tôi thấy tôi thấp, tôi không được trắng, tôi không hề bị cái thấp trắng này nó làm khổ tôi. Vì tôi biết nó không phải là cái ngã tướng. Trong sắc này không có ngã, ngã không nằm ở trong sắc. Hằng ngày quản giùm tôi nha. Tôi là vậy đấy. Đến tới đây là phải hằng ngày quản nha. Chứ đừng có nhiều vài thầy đẹp đẹp trai, được cứ ý cái đẹp trai này rồi hằng ngày sống trong dục vòng. Để giống như cái bà á, ải phi rồi thành công dòi lúc nào cũng hay đấy, giận đâu. Cứ rắn mà trong dục vòng đó là đòa lạc ngay trong cái dục vòng của mình. Nguy hiểm lắm. Trong kinh Lăng Già, trong kinh Vô Ngã Tướng, Anatta Lakkhana Sutta, kinh Vô Ngã Tướng, và nó thuộc tương ba. Nội dung của sắc, sắc là vô ngã. Nếu sắc là ngã, thời sắc không dẫn đến khổ đau. Và có thể mong sắc của tôi là như thế này, sắc của tôi là không như thế này. Nhưng mà chúng ta biết rằng sắc là vô ngã, cho nên sắc nó, vì sao nó vô ngã? Vì nó liên kết đến vô thường và khổ. Lần lần vài bữa chúng ta sẽ hỏi vì sao ba cái này nó liên hệ với nhau. Vô thường, khổ, vô ngã, đó là cái nguyên lý. Cho nên hàng ngày quán sắc là vô ngã. Và khi thấy sắc không phải là vô ngã thì chúng ta đi đến khổ đau. Đức Phật hai hỏi câu thế này: sắc là thường hay vô thường? Sắc là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Cái gì vô thường khổ thì cái đấy còn nên quản, cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta không? Nhưng mà hàng ngày quản có không? Đó, cái giữa cái nói và cái làm nó khác nhau rồi. Cho nên cái Phật giáo là tí hành phải hợp nhất. Không nào? Bây giờ cứ đọc là nói cái này các tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Tất cả thầy nói, dạ, vô thường. Cái gì vô thường thì cái đến quản là khổ hay là cái gì vô thường đưa đến khổ hay lạc? Quý thầy nó sẽ đưa đến khổ. Và cái gì vô thường khổ, cái đó có tiến quản là ta, là của ta, là từ ngã của ta không? Quý thầy nói là không. Nhưng mà rủ cái mặt này mà còn chục vẹt là bao trâu, ú trâu thôi khổ lắm. Là phải lấy nghề có, nhất là cả cô á, ú trâu ngày nào phải có cái thèo nên có đã mơ chưa. Và khi mà có một cái gì vô đây là giống như cái ngã của mình bị một cái thèo. Và hằng ngày chúng ta không đi ra phạt, ra phạt cái sắc tướng này. Chúng ta đang biến sắc này là ngã, ngã như là ở trong có sắc. Nên cái câu nói Đức Phật dạy nó đặc biệt vô cùng, chứ không phải nói để mà nghe đâu.
Do vậy, phàm sắc gì, thọ gì, tượng gì, hành thức gì, quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô, tế, liệt, thẳng, xa, gần gì, đều phải nhận thức cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Đây là ba câu chú quý thầy học cho thuộc giùm tôi nghe. Thuộc đúng không ạ? Thuộc giùm tôi. Có khi giờ thì tôi sẽ đi vào trong cái này để tôi dạy kỹ cái này cho quý thầy. Và người nào mà nhờ quán nó không phải là của tôi, cho nên người ấy nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành và nhàm chán tức. Và nhờ nhàm chán cho nên vì ấy ra khỏi ly tham và giải thoát. Cho nên tu là gì? Tu là hãy nhìn nó và không bị ái trói buộc thì người ấy khỏi khổ đau. Ở đây khi rồi tôi nói bạc nhã tâm kinh chịu kiện ngu vẫn giải không? Có một cái câu chuyện của ngài Tăng Tiều. Xin kể, đó là Tăng Tiều, bốn vị thường thụ của là ngài Kumarathap, Kumarajiva, Tăng Tiều, Tăng Duệ, Đạo Sinh và Đạo Dung. Và vua Diêu Hưng này của đời Diêu Tần thấy Tăng Tiều ngài giỏi quá nên muốn ngoài hoàng tộc để giúp đời. Có nhiều nhà vua họ như vậy. Ví dụ như quý thầy quý có biết là ngài Kumarajiva có một cái truyền thuyết như thế này. Khi tôi viết về cuộc sự Ấn Độ, sự Trung Quốc, tôi có viết cái này trong sách tôi. Họ có cái truyền thuyết cho thế này. Vua Diêu Tần này, tức là vua Diêu Tần này là một cái vị vua. Vua Diêu Hưng này là vị vua, gọi là cực kỳ ủng hộ Phật Pháp. Và ông may mắn là ông gặp được cái ngài Kumarajiva này. Và ngài giỏi quá đi, cái thông minh quá, và ngài có một cái ốc khủng khiếp. Ông tiếc, ông biết làm sao. Đời ngài thì là một đời thôi, mà ông muốn đem cái tài ra để phục vụ cho nhiều đời. Cho nên ông đã đề nghị là nhà vua với là ngài Kumarathap là xin để lại cái hạt giống ghi truyền. Mà ông tin rằng là đời người cha mà thông minh là con thông minh. Bây giờ cái gen là có thay, người ta đang làm cái đó. Bây giờ là gì? Sinh sản vô tỉnh đấy, sinh sản là gì đó, nhân bạc đấy. Và quý thầy biết là có cái thuyết rằng là ông đã cầu thịnh ngài và xin ngài là hãy cho để lại một cái hạt giống, để lại cái truyền thừa mà sau này giúp cho đời. Và ông đã đưa 10 cô gái gọi là rất ư là công dung ngôn hành đàng hoàng và đề nghị ngài gọi là thành thân với họ. Sau này cũng có một vài người con, nhưng mà người con đó là không có thông minh như ngài. Cho nên mỗi lần mà ngài đến thuyết pháp, ngài mới nói thế này này: hãy nắm bắt những gì mà tinh hoa tôi giảng dạy, đừng nhìn vào con người của tôi. Ngài tự trách ngài. Và đây là cái truyền thuyết. Và cả này là lịch, cái sự của Tây Phương người ta viết đàng hoàng chẳng vậy. Ở Trung Quốc nó không viết đâu. Đây là cái những vị học giả Tây Phương ta viết. Cho nên nó là gọi những vị vua như vậy. Và trong này có một cái vị khác, đó là ngài là Tăng Tiều. Và vua Diêu Hưng thấy giỏi quá cho nên là muốn ngài ra đời để gì? Để là hạt giống, rồi để lá giúp đời. Nhưng mà ngài không có đồng ý, cho nên nhà vua đã ghép và ngài gọi là gì? Vào cái tội khi quân. Và khi mà đưa ra pháp trường á, sắp sửa chết á, thì ngài đọc lên 4 câu gọi là gì? Tử đài nguyên vô chủ, ngụ uẩn bổn lai không, tương đầu lâm bạch nhận, do tờ trạm xuân phong. Tử đài đâu có chủ, ngụ uẩn bổn là không, đưa đầu trước kiếm chém, tờ như chém gió xuân. Và ông nói câu nói này cái là nhà vua ngã ngựa luôn. Cho nên đối với người tu á, chuyện chết sống là chuyện tự nhiên tự tại, phải không? Nói thật với quý thầy cô, tôi kể lại một câu chuyện để tôi cũng biết, vừa tôi kể cho quý thầy cô chưa? Bây tôi kể lại để quý thầy cô ngồi trầm tư. Cái lần mà tôi vào mộ xương đó, tôi có kể cho thầy quý thầy cô chưa? Thì có một em bé nó 11 tuổi, nói Thanh Hóa hay miền Bắc gì đó, cũng một tỉnh nào Thanh Hóa tỉnh gì đó, nó vào và đứa bé này nó buộc bị ung thư yết hầu và nó nói không được, nó khao khao khao. Mà từ bác đưa vào bệnh viện để ở trong này là có chợ rẫy, nó có thể giải quyết được cái đó.
hy vọng là có thể giải phẫu cho con bé này nói được và trị được cái bệnh ung thư này. Nhưng mà cái nhà nghèo quá cho nên đi vào trong chợ rẫy thì tôi thì nằm ở trong phòng, rất nhiều bệnh nhân còn nằm trong phòng, mà có nhiều người không có phòng vì nằm ở ngoài, mà đứa bé này nó không có tiền để vào cho nên nằm ngoài hành lang và chờ đợi cái sự gọi là đi xin tiền. Thì hôm đó tôi nằm trong đó để trùng mổ xương, thì khi mà bác sĩ nó để trong cái hồ sơ tôi là can, tức là ung thư, thì lòng tôi lúc đó cũng xao xuyến mà tôi buồn lắm. Lúc đó bắt đầu quý thầy biết nghe để ung thư là sợ lắm, buồn lắm. Dù tu thế nào lúc đó có một cái sự xao xuyến, và quý thầy biết là cả khi nghe cái tiếng đó cả một tiếng đồng hồ tôi không nói năng, ai nói tôi mà tôi bảo ra ngoài hết, tôi ngồi mình tôi. Và lúc đó trong lòng nó lo lắng, tự nhiên mình thấy giống như mình mất hết rồi, mất tất cả rồi, không còn gì hết, tự nhiên sợ hãi. Và sau một tiếng đồng hồ sau thì tôi các thầy cô đến thăm, mà tôi không nói gì, tôi bảo về. Thì tôi còn vị thị giả, hai ba vị thị giả không đợi hầu tôi tại đó, lo cho tôi đó. Thì đi ra thấy đứa bé này và cái vị này á, lại là cái mấy cái người mà giúp cho tôi việc tôi, thì thấy ngồi ra ngoài, tôi bảo ra ngoài thì ngồi mà thấy đứa bé này 11 tuổi ngồi nó nói khao khao mới hỏi. Thì cha mẹ nó mới trình bày là nó bị ung thư yết hầu. Và bây giờ vào đấy để chợ mộ, hy vọng một phần sống mà chín phần chết. Nhưng mà cha mẹ hãy có mà con một chút hy vọng là họ lạc. Mà bây giờ tiền chưa có cho nên không mộ được. Thì cái mấy người mà đi giúp cho tôi á, mấy người thị giả tôi mới thấy như vậy á, mày vô sau đó hơn tiếng hồ sau vô gặp tôi nói vô thưa về thưa sư phụ, có những cái trường hợp thì còn trường hợp thế này, con xin là thưa sư phụ việc. Tôi bảo lấy cái bì thư ra bỏ trong đó 500 triệu gì tôi không biết, tôi bảo bỏ tiền vào đem ra cho cháu, mình đau cháu cũng đau, tôi bảo đem ra giúp. Thì tôi bảo đem ra xong thì thôi, và trong lúc đó tôi cứ vận vơ cái chuyện là mở ung thư thôi. Rồi tâm tôi lúc đó hoàn toàn giống như là nó bị tê liệt, nó buồn bã đến mức đến nỗi như vậy. Chập đồ khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, đứa bé, cha mẹ đứa bé đẩy đứa bé vào. Bố cảm ơn sư ông và cho tiền. Rồi bố cảm ơn. Vì ở sáng năm ngoái mà hành lang tôi nằm trong phòng. Thì vô thì cha mẹ nó nói thì trình bày như thế. Tôi thấy đứa bé nó cười tươi. Nó nói cảm ơn sư ông. Nói như vậy. Và đứa bé 11 tuổi. Mà tôi biết nó cái bệnh của nó còn thập tự nhất sinh hơn tôi. Mà nó vẫn tươi cười. Nó vẫn nói với tôi, và cặp mắt nó tươi sáng, nó cái mặt nó không có một chút u buồn. Tự nhiên tôi giật mình, tôi thấy xấu hổ. Tôi giật mình lúc đó tôi thấy xấu hổ. Tôi nói mình tu biết bao nhiêu năm rồi, năm nay mình gần 60 tuổi rồi, bình chưa biết bình thế nào, mà mới nghe một cái không có tỏ hòa tâm tính, còn đứa bé sắp chết mà nó vẫn cười, nó vẫn tươi. Vậy mình tu cái chi? Mình dạy người ta rất hay mà mình không làm chi cả. Tự nhiên nó là tôi thấy xấu hổ với Phật, tôi xấu hổ với mình. Tôi cởi bỏ tất cả các nỗi lo. Và từ ngày đó cho đến giờ quý thầy biết, tôi không biết ngày mai ra thế nào, tôi hay nói với đệ tử tôi nói, hãy sống như ngày mai sắp chết. Hãy làm đi, đừng có ngồi đó mà căng thẳng. Đừng có ngồi đó mà than thở. Đau một chút đừng than thở. Còn một câu, cái câu ngàn người của người Tây Phương họ nói, bạn hãy sống như là bạn sắp chết vào ngày mai. Live as you were to die tomorrow. Hãy sống như là bạn sắp chết vào ngày mai rồi. Vậy thì bao nhiêu cái năng lượng sống bây giờ hãy đổ ra mà sống. Hãy thương cuộc đời này mà sống. Hãy yêu thương mà sống. Hãy tha thứ mà sống. Hãy quản như vậy thì tự nhiên hờn dần làm cái gì? Ngày mai chết mà hờn dần cái chi nữa? Ngày mai chết mà còn mà chấp thù chứ nữa? Phải không? Cho nên hằng ngày mình quản nguồn. Quả như là ngày mai mình dịch. Và hôm nay cái cách từ ngày tôi thấy đứa bé đó như là một cái cống ngạn đối với tôi. Và quý thầy biết bây giờ tôi không để ý được cái thằng này nữa. Tôi xem nó như là một người đồng hành. Và tôi hay dạy vật tử, đệ tử tôi và những người vật tử tôi nói rằng, thầy không biết ngày mai thầy còn không, hôm nay thầy cố thầy làm gì được thì làm. Ngày mai vô thường nó đến, ai cũng một lần chết, đừng có sợ. Và lúc này nó thiệt với quý thầy, không phải nói dốc, là tôi rất ư là lạc quan, rất ư là khỏe, rất là vui vẻ. Đau là chuyện bình thường, đau là chuyện ngủ uống nó tương tái, tâm đừng đau. Có nhiều người thân đau mà tâm đau. Có nhiều người thân đau mà tâm không đau. Có nhiều người thân không đau mà tâm đau. Vậy quý thầy muốn đau về gì thì quý thầy cứ đau nhé. Nhưng mà học ngủ uống thì thân đau mà tâm không đau. Đây là cái mà chư tổ làm. Và những cái bài học này là những bài học quý giá để mình sống và
mình không có cái gì để mà tiếc vào ngày mai. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống. Các ngươi phải hành thiền định, đừng để hối hận về sau. Là như thế đấy, là những gì khác. Chết rồi mà ngồi thương tiếc, chết rồi mà ngồi gì? Khóc lóc để làm chi? Sống đi, tu đi, buông xả đi. Vì vậy mà ngài bằng hành thiền sư, ngài nói gì? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô vàng mộc xung vinh thư hữu khô. Nhầm bằng thình suy như vô ủy, thình suy như lô thạo đầu khô. Cái này hôm tôi giải thích với thầy, quý thầy tôi nhớ. Đó là gì? Thân giống như là bóng chớp chiều tà. Cỏ xuân tươi tốt thì thu qua rụng rồi. Xả chí suy thình cuộc đời. Thình suy như hạt xương rơi đầu cành. Và chỗ này ngài dùng lá nhầm vần thình suy, nắm được cái nguyên tắc vô thường. Lên xuống thình suy, hết còn sợ hãi. Sợ chí nữa, phải không? Tu đi. Có cách này. Bây giờ chúng ta đi vào một cái này gọi là, bây giờ tu rồi, bây giờ nó đi vào giáo dục cái con người của chúng ta qua cái giáo lý năm uẩn. Ở đây là cái mà chúng tôi học tập từ các ngài. Thường thường bây giờ cái giáo dục bây giờ nó gọi là giáo dục hướng nghiệp, hoặc giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục về cái gọi là tinh chuyên về một nghề. Có nhiều em nó rất giỏi về vi tính, nhưng mà đụng đến chuyện khác nó không hề biết, đúng không? Cả nhiều em bây giờ mà đi vào trong gọi là toán học, đi vào trong mọi thứ gọi là về khoa học thì nó giỏi vô cùng, nhưng mà hỏi đến là lịch sử đất nước thì nó không hề biết cả chi cả, phải không? Có nhiều người rất giỏi về thơ mộc, nhưng mà nói đến những ngành Phật khác thì là bô lô chi tật. Cái này là giáo dục con người từng bộ phận, từng mạnh. Cho nên con người không phải là con người toàn diện. Và chính cái này á, nó tạo ra những cái đội ngũ nhân tố rất là mạnh cho xã hội. Nhưng mà cuộc sống về đạo đức và tình cảm có vấn đề. Đây là khủng hoảng. Đây là cái vấn đề mà theo cái nhìn của quý trong nhà chùa chúng ta và theo cái nhìn của tôi. Cho nên cái giáo lý của ngũ uẩn là giáo lý giáo dục con người toàn diện qua năm cái yếu tố. Con người vì sao ngày này ta vô cảm với thầy? Ta nhìn thấy một đứa trẻ, một đứa bé bị cản, bị xe tông lên tông xuống vậy, mà có nhiều người nhìn, đứng mà nhìn thôi. Cái nỗi đau của đồng loại, nỗi đau của những đứa trẻ như là con mình đó mà nhìn, rồi cười rồi đi. Người ta vô cảm đến như thế. Bởi vì sao? Ảnh hưởng cái văn hóa, cái giáo dục của thời đại. Nếu ngày xưa cả một con mưa đau thì cả tàu không ăn cỏ, đúng không nào? Bây giờ mà cả tàu đau thì tôi cứ ăn cỏ. Đúng không? Cái văn hóa bây giờ, cái văn hóa nó vô cảm. Mà vô cảm không phải là cái vô, quý thầy phải nhớ, vô cảm không phải là không có tình cảm. Mà vô cảm là từ cái văn hóa ích kỷ. Vô cảm với người khác chứ không vô cảm với. Cái này là cái mà giáo dục, cái văn, cái sản phẩm, cái hậu quả của giáo dục bây giờ. Cho nên chúng ta biết rằng là đi vào tìm vào một chút là giáo dục con người qua cái giáo lý năm uẩn là gì. Chẳng phải học giáo lý năm uẩn là chỉ để gọi là năm uẩn cho biết cho vui. Thứ nhất, ba yêu cầu của giáo dục. Cái này tôi vẫn học của quý hòa thượng. Thứ nhất, khi giáo dục thì bản chất của con người là gì? Người ta đặt câu hỏi thứ nhất, con người là gì mới giáo dục con người. Cái yếu tố thứ hai, nên giáo dục ấy muốn con người trở thành cái gì? Đúng không? Bây giờ quý thầy cậy trong Phật giáo mình thôi là có những cái bộ phái giáo dục Phật tử chỉ biết đến bộ phái mình, còn người khác là gì? Đó là ngoại đạo. Không cung kính các vị tăng của Phật hoặc cái đó bộ phái. Muốn có người là gì? Muốn trở thành nó là gì? Và khi muốn nó trở thành là gì thì làm gì để con người trở thành và điều chúng ta mong muốn? Đây là ba yếu tố để giáo. Cho nên quý thầy khi mà đưa cái giáo lý này vào trong cái hoàng pháp của quý thầy á, giáo lý ngụ trong hoàng pháp của quý thầy mới định hướng được, mình sẽ hướng dẫn tín đồ mình đi về đâu, hướng dẫn tăng các em nhỏ đi về đâu, hướng dẫn cái thế hệ nó đi về đâu. Con người là gì? Muốn con người trở thành là cái gì? Và làm gì để con người có trở thành đó? Ở đây
Tôi có tham khảo ba cái khuynh hướng giáo dục hiện hành. Ba cái khuynh hướng này chung chung, tôi không nói đến người cái khuynh hướng nào, nhưng mà theo tôi thấy, thứ nhất, có một cái lý thuyết giáo dục cho rằng hôm nay đau mà nói chậm hẳn cũng hết đau luôn, nhưng mà chút nữa là sẽ đau, nhưng ngày hôm kia là giảng thêm mồ hôi là ướt ra cả chập về và đau, ngày bữa nay không có được nghỉ. Thứ nhất, có cái lý thuyết cho rằng mục tiêu duy nhất của giáo dục là cung cấp cơ hội phát triển cho con người và loại bỏ các ảnh hưởng. Đó là cái khuynh hướng thứ nhất. Cái khuynh hướng giáo dục thứ hai, cái lý thuyết thứ hai đó là mục tiêu của giáo dục là đem đến cho các cá nhân sự phát triển trí thức và phát triển các khả năng đến cao điểm của một con người. Đó là cái lý thuyết thứ hai. Và lý thuyết thứ ba, giáo dục phải được xem như là có mối liên hệ với cộng đồng hơn là liên hệ với cá nhân. Và công việc chính của giáo dục là đào tạo ra những con người hữu dụng cho xã hội. Đây là trường phái giáo dục thứ ba. Và một triết gia Tây Phương người Anh, ông là Bertrand Russell. Ông này là một triết gia nổi tiếng. Ông viết cả một hàng trăm tác phẩm. Và những tác phẩm của ông là đồ sộ. Một cái tác phẩm nổi tiếng của ông là Western University Philosophy, triết lý Tây Phương. Và ông theo ông thì ông nói thế này: không có một lý thuyết giáo dục nào trong ba cái lý thuyết này thỏa đáng mà một hệ thống giáo dục phải đáp ứng. Ông cho rằng ba cái này là cái khuynh hướng này là không gọi là không hợp lý, không thể đào tạo ra một con người thật sự hoàn thiện. Và trong một cuốn sách khác của một cái tay kinh tế người Đức, ông là Schumacher, trong một tác phẩm gọi là Small and Beautiful, nhỏ nhưng mà rất là đẹp, Small and Beautiful. Và cuốn sách này nói thế này: giáo dục chỉ có thể giúp chúng ta nếu giáo dục đào tạo ra một con người toàn diện. Con người đó gồm có cả sắc, cả thọ, cả tưởng, cả hành và cả thức. Có đầy đủ năm cái yếu tố để tạo nên một con người. Một con người giáo dục đúng không phải là một con người biết mọi thứ mọi ít, cũng không phải là con người biết rõ tất cả các chi tiết của một vấn đề. Con người thần thà toàn diện thật sự có thể có ít kiến thức sâu và ít sự kiện về lý thuyết, nhưng là con người thực sự biết được đích điểm của vấn đề. Người ấy sẽ không nghi ngờ về các niềm tin cơ bản của mình, về quan điểm của mình, về ý nghĩa và mục đích của đời sống. Người ấy có thể không cắt nghĩa được các vấn đề đó bằng lời, nhưng cách ảnh hưởng dẫn cuộc sống từ thân sẽ chứng tỏ và chắc chắn rằng người ấy đã thấu đáo vấn đề đó do thử thông sáng ở nội tâm. Như vậy một con người mà được gọi là giáo dục toàn diện, con người ấy có một cuộc sống mà nó soi sáng được cái lý tưởng của họ, một cái cuộc sống mà nó khẳng định được cái niềm tin mình về cái mục tiêu mình đạt đến. Và tất cả cái đó là nó được cái từ trong nội tâm mà nó hình thành. Cái này là cái mà quý thầy có biết là tương đối hơi là triết lý, mà tôi chia sẻ để quý thầy cô tâm tư về cái giáo lý. Ở đây có một ý kiến của một nhà vật lý học, đó là Albert Einstein. Ông nói về giáo dục. Ở đây là một cái nhà gọi là vật lý vĩ đại của thế kỷ 20. Nhà trường luôn luôn là phương tiện quan trọng nhất để truyền thừa sản nghiệp truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đôi khi chúng ta xem nhà trường như là công cụ để truyền đạt kiến thức tối đa nào đó cho một thế hệ đang lên. Điều đó là sai lầm. Giáo dục ở nhà trường mà chỉ truyền đạt kiến thức là một sự sai lầm, theo Albert Einstein.
Kiến thức là chết chấp, mà nhà trường là phục vụ cho sự sống. Nhà trường phải phát triển con người tuổi trẻ bằng những phẩm chất và khả năng nào có giá trị cho sự an lạc của cộng đồng. Cái này là cái quan điểm của một nhà vật lý học về giáo dục. Cho nên khi nói giáo dục đến nhà trường, không chỉ truyền đạt kiến thức cho quý thầy, mà phải truyền đạt cái sự sống, cái kinh nghiệm sống, truyền đạt cái gì đó mà cho quý thầy học xong là làm lời được cho quý thầy và cho cộng đồng. Cái đó mới là giáo dục. Còn cái giáo dục ở đây không phải là đến đây để bán kiến thức, không phải là nơi để gì, chỉ truyền đạt kiến thức. Và cái giáo dục bây giờ nó mang cái tính đó, dạy đủ tiết đi chỗ khác chạy xô, còn mày ra thế nào thì kệ mày, đúng không? Chuyện này là chuyện mà quý thầy biết, đây là cái những cái vấn đề của giáo dục ngày nay mà các nhà học giả người ta nhìn. Trái lại, mục tiêu của giáo dục là phải giáo dục cá nhân biết tư duy và hành động độc lập, nhưng là những cá nhân thấy rõ mục tiêu cao nhất của đời sống của mình để phục vụ cho cộng đồng. Các nhà giáo dục ta nói rất là rõ, dạy cho con người về một chuyên môn chưa đủ, qua khả năng chuyên môn cá nhân trở thành máy móc và công cụ hữu ích, mà không phải là một nhân cách được phát triển một cách qua điều. Thầy quý thầy biết cái này, nếu dạy cho con người chỉ có một chuyên môn nào đó là không đủ. Vì nếu như mà chỉ có một chuyên môn thì con người trở thành máy móc, và máy móc mà nó hoạt động là cực vô cùng đó quý thầy. Những con người mà dám nắm quả bom vì lình nào đó mà thả xuống giết hàng ngàn đồng loại, đó là những cái robot. Và vì sao? Họ chỉ được giáo dục về chuyên môn. Cái này là quý thầy biết, quý thầy có biết là cái này, cái xã hội ngày nay chúng ta một ngày mới máy móc lên, robot hết toàn bộ, và con người đang sơ cứng những cảm xúc của mình. Ví dụ như ngày xưa ông bà mình chỉ cần vào tối mà đi nằm cái lần việc ngày mai sẽ mưa hay nắng. Ngày xưa đâu có, ngày xưa quý thầy cô biết đâu có mà dự báo thời tiết ngày hôm nay mưa, ngày hôm qua mưa, còn ngày mai chưa biết đâu. Còn ông bà cha mẹ người ta ngày xưa cái cảm xúc của họ mà tiếp với thiên nhiên, tiếp cận với thiên nhiên, tiếp cận với xã hội, cái cảm xúc nó mạnh lắm. Cho nên người ta cảm nhận được. Còn ngày nay là mình đỡ rồi, cứng rồi, trái lì cảm xúc. Và vì trái lì cảm xúc cho nên chúng ta hành động như là người máy. Quý thầy về đọc cái đoạn trong cái cuốn sách của tôi có viết, cuốn Quảng Thế Âm, tôi có viết cái nguyên nhân mà tôi chọn lựa cái lý tưởng Bồ Tát tôi viết. Trong này tôi có nói là cái vấn đề máy móc hóa. Và quý thầy cô biết là chúng ta không khéo chúng ta cũng máy móc hóa. Ngày nay quý thầy cô thấy rằng này, tuổi trẻ ngày nay á, nó không thể tiếp xúc với cha mẹ nó, nhưng mà nó vào trong cái thế giới máy móc, nó có thể ngồi từ ngày nay sang ngày cả. Nó cố lập nó với cái thế giới thật, mà nó đang sống với một cái thế giới, và nó đang trở thành robot cả. Đây chẳng đâu hết. Không khiếp ghê sợ lắm chứ chẳng đâu. Cho nên cái giáo dục mà chỉ có chuyên môn hóa một vấn đề là đứa con người trở thành robot, và robot mà hành động thì không có cảm xúc. Và theo Albert Einstein, người học viên mà được giáo dục đúng mức là phải hiểu các động cơ để nắm bắt sự liên hệ rõ ràng đối với cá nhân, đồng loại, đối với cộng đồng của mình. Một người mà được giáo dục là phải biết cái động cơ nó liên hệ với như thế nào. Bầu ơi thương lấy bỉ cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung mục giặc. Cái này là cái mà đây là những cái giáo dục đồng loại, đấy giáo dục là cảm thông, giáo đây là những câu nói mà thầy có thể được triết lý khủng khiếp lắm. Đọc vô thì nghe nó vậy đấy, nhưng mà nó truyền tài cả một cái gì, một cái mối duyên sinh, cái sự duyên sinh tốt đó. Cái nền giáo dục chung của nhân loại là bị trẻ người bởi tư duy hữu ngã, tạo ra ý nghĩa hơn thua, chủ nghĩa thất bại và thành công. Tư duy hữu ngã sới dậy trong nội tâm những tư tưởng về tôi thể này, tôi thể khác, tôi hơn. Và những cái này, những cái mà tôi hơn, tôi thua, tôi thể này, thế khác, đó bắt nguồn bằng khác ai. Cội nguồn khác ai, dục ái, hữu ái và hữu ái sân hận. Và những thứ này đang là sản phẩm đưa đến cái chuyện tàn hại lẫn nhau. Sản phẩm quá. Cho nên đạo Phật chúng ta tư duy là, tư duy này là không có thật, là không đúng. Nó là hệ quả của một cái hướng văn hóa mà có thể rất là nguy hiểm.
và những khủng hoảng của cái xã hội ngày nay, quý thầy thấy bây giờ con người là chủ nhân của thế giới. Như quý thầy thấy, con người là chủ nhân của thần thánh. Như quý thầy học mà chúng tôi nói rồi, Đức Phật các ngài đã thánh hóa cuộc đời. Nhưng mà bây giờ con người trở thành nô lệ cho những cái dục vọng của một số người nào nắm quyền lực, định hướng văn hóa, định hướng giáo dục. Con người đang mất hết tất cả những cái quyền lực. Bởi vì sao? Bởi vì cái hướng văn hóa này. Giáo dục Phật giáo cũng bắt nguồn từ ba cái vấn đề mà chúng ta vừa nói. Đó là bản chất của con người là gì? Phật giáo cho rằng bản chất con người là sự kết hợp của năm uẩn. Câu thứ nhất là giải pháp. Cái câu kia là con người là gì? Con người là của năm uẩn. Phật mạo Phật giáo nhấn mạnh đến sự toàn diện của một con người là giáo dục con người qua năm uẩn, mà không chú trọng đến từng phần, hay là không giáo dục con người mang tính chuyên môn hóa, mà giáo dục tất cả các phần tạo nên con người. Đó là giáo dục con người à, ngộ uẩn. Và năm uẩn này nó không thể tồn tại độc lập, mà nó phụ thuộc vào nhau để tồn tại. Cho nên giáo dục cho người thấy được cái duyên sinh vô ngã. Bây giờ thì dù như chúng ta nói con ngũ uẩn này, chúng ta đi rộng ra một chút, quý thầy nghĩ là cái mình sống độc lập được không? Mình sống thế này mình không cần đến nước được không? Mình không cần đến lửa được không? Mình không cần thế giới bên ngoài được không? Chúng ta sống đây là chúng ta phải cần có cái thế giới vật lý nội, gọi là gì? Nội sắc. Và chúng ta cần một thế giới ngoài sắc, phải không? Và chừng nào chúng ta thấy cái thế giới ngoài sắc nó quan trọng và nó liên hệ mật thiết với thế giới nội sắc này, thì chúng ta phải biết rằng đó là cái sự sống chúng ta, thì chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, chúng ta bảo vệ cây cối, chúng ta bảo vệ mọi thứ. Đó là nội sắc. Chúng ta sống có sắc với thọ, chúng ta không thể không có thể mà sống bao. Chúng ta tự tạo nên cái đó. Thọ nên là do duyên sinh, cho nên chúng ta đang phụ thuộc vào những cái thứ xung quanh. Và cái giáo lý mà gọi là cùng sinh cùng diệt này, nó tạo nên một cái sự đồng bộ quan trọng vô cùng đó quý thầy. Cái vấn đề thứ hai, giáo dục cái Phật giáo là nó bản chất con người. Bây giờ nên giáo dục Phật giáo muốn con người trở cái gì, trở thành cái gì? Nếu giáo dục khổ ngã tạo ra sự phân biệt ý niệm chủ nghĩa, thì giáo dục của đạo Phật hay là giáo dục duyên sinh vô ngã, ngũ uẩn vô ngã, sẽ giúp con người thấy được sự tồn tại của con người và của con người, của con người và con người, của con người và xã hội, và của con người và môi trường. Giáo dục của ngũ uẩn đó là cho con người thấy cái sự tồn tại giữa con người và con người, con người với gia đình, con người với xã hội, con người với môi trường. Và vì lý do đó mà quý thầy biết rằng là một trong những cái định nghĩa mà Đức Phật nói về người Phật tử chúng ta cần phải nắm rõ đó là gì? Người chân chính phải là người sống vì mình và sống vì người, lời mình và lời người. Có những cái chủ nghĩa sống vì xã hội, cái đó không phải là Phật giáo. Vì không thể sống cho xã hội mà thiếu mình, cái đó là gì? Chưa phải là Bồ Tát đâu, mà phải vì mình và vì người. Và khi thấy được vì sao vì mình vì người, vì cái lời của mình nó có liên hệ đến cái lời của người, cái là duyên sinh, ngũ uẩn là duyên sinh với nhau. Đó là điều thứ hai. Và thứ ba, cái câu trả lời thứ ba, phải làm để gì để có con người chúng ta mong muốn? Thì ở đây làm thế nào để giáo dục cho con người cái tư duy vô ngã, tạo ra một con người có một con đường giáo dục toàn diện, nhân bản và trí tuệ. Do vì con người và cuộc sống vốn không mang phạt bất cứ nhãn hiệu nào, nên cái con đường giáo dục của Phật giáo cũng không chuyên chở ý nghiệm ngã tượng nào. Và giáo dục con người, cái đường hướng giáo dục con người là chỉ cho con người thấy sự vận hành của ngũ uẩn nó có duyên sinh và không mang cứ bất cứ một cái nhãn hiệu nào. Giáo dục con người theo triết lý duyên sinh vô ngã của đạo Phật, điều thứ nhất giúp cho con người nhận thức được một cái nhân, một cái nhìn mới mẻ là chánh kiến về giá trị và thái độ sống, đưa đến sự lắng dịu các dục vọng và sân hận, ích kỷ và chấp thủ. Điều thứ hai mà giáo dục Phật giáo nhắm đến đó là đưa con người đến một nếp sống thanh bình, hạnh phúc cho cá nhân, cho tập thể, giúp cho con người thấy được sự cộng tồn của con người với toàn bộ thế giới,
có sự liên hệ mật thiết với nhau. Đó là mục tiêu thứ hai mà giáo dục con người qua năm muộn gọi là giáo dục toàn diện. Và yếu tố thứ ba, giúp cho con người nhận biết được giá trị của tình yêu thương quê hương, nhân loại, xứ sở và cái trái đất này. Nói tóm lại, cái giáo dục của chúng ta vào hai vấn đề. Giáo dục con người theo giáo lý nguồn là giáo dục một con người thành hai phương diện, ở hai phương diện. Thứ nhất là cái nhìn, đánh kiến, hay là cái trí tuệ, hay là tuệ giác. Chúng ta gọi là trí tuệ. Và giáo dục cho con người có một cái lòng từ bi, sự yêu thương. Và hai yếu tố này nó dẫn dắt cho nhau. Tình yêu thương được dẫn dắt bởi trí tuệ là chánh kiến và chánh tư duy. Trí tuệ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, thứ mà có thể bắt gặp, dập tắt mọi cái khổ đau trong cuộc đời này. Cho nên cái giáo dục ngũ uẩn này, nó có giáo dục con người theo cái giáo lý ngũ uẩn này, là nó có một cái vai trò, nó có một ý nghĩa rất là rộng lớn. Và tôi cung cấp những cái kiến thức này cho quý thầy trầm tư, để quý thầy có những cái nhìn nó tương đối là khác lạ về ngũ uẩn, mới về ngũ uẩn, để từ đó ta trầm tư và quý thầy bắt đầu ứng dụng cho cá nhân, và bắt đầu là có những cái định hướng về hoàn pháp về sau, thì chúng ta phải vận dụng cái giáo lý ngũ uẩn này vào trong cái cách hành đạo của chúng ta. Và giáo lý ngũ uẩn này không còn chỉ là sắc thọ tưởng hành thức nữa, mà nó là cả một cái hệ tư tưởng sống. Có ai thắc mắc về cái bài này được không? Như vậy khi tới quý thầy về đọc chúng tôi hai cái bài báo, đó là tôi giới thiệu với quý thầy. Cái bài thứ nhất là bài Triết Lý Thường Hằng và Triết Lý Đoàn Diệt, chìa khóa để hiểu được cái kinh Tạng Nguyên Thủy. Và thứ hai là cái vấn đề siêu ngã và vô ngã trong Phật giáo. Đó là hai cái bài báo mà tôi đề nghị quý thầy đọc trong cái cuốn mà Chuỗi Ngọc Trai. Và kỳ sau tôi sẽ hỏi quý thầy. Ví dụ như tôi hỏi quý thầy về nắm cái ý nghĩa về vô ngã trong cái bài Vô Ngã và Vấn Đề Siêu Ngã. Tôi nói với quý thầy ở đây, tôi nói rõ ràng nhé, khi tới vấn đề siêu ngã và vô ngã, tôi sẽ không giảng, mà quý thầy sẽ là những người trả lời cho tôi. Ví dụ như tôi nói thế này, theo cái lập luận của là Bát-xê-na-đi, tức là Bát Tư Nặc, Đức Phật đưa ra ví dụ vô ngã là gì? Theo cái lập luận của Tỳ Kheo Khê Ma, vì sao Khê Ma lại có tà kiến là thân kiến? Bởi vì chấp có muối xe. Và tôi hỏi quý thầy dâm là quý thầy giải thích cho tôi cái đó. Quý thầy về học cho tôi nắm cái định nghĩa cho thuộc lòng được không? Vì cái này nó sẽ phục vụ cho quý thầy, không phải bây giờ mà phục vụ cho quý thầy mãi mãi. Mãi mãi. Quý thầy dạy ở đâu cũng có cái này. Cho nên tôi sẽ làm một cái động thái là yêu cầu quý thầy học thuộc cho tôi những cái định nghĩa về vô ngã trong cái bài Vấn Đề Siêu Ngã. Được chưa nào? Rồi, có gì thắc mắc không? À, cái cùng nói sơ chung là cái bài vừa rồi quý thầy đọc thì quý thầy làm, tôi chỉ có bởi vì mấy mình tôi đau, mà hôm qua tôi mới lên lấy bài về, tôi chỉ có đọc sơ mấy bài. Tôi thấy có một điều mà tôi nhắc nhở quý thầy nãy giờ, nếu như mà cái tinh thần ngủ uống quý thầy học ở dưới, quý thầy chỉ ra định nghĩa là xong, phải không? Nhưng mà lên đến này quý thầy học bao nhiêu phần? Quý thầy học nhiều thứ mà tôi nói đó. Cho nên ứng dụng vào vấn đề tu tập, ứng đề về đế giáo dục, ứng dụng vào đế cuộc sống. Trong cái bài thi mà tôi vừa chậm sơ bộ vừa rồi, tôi thấy rằng quý thầy chỉ nói giống như trung cấp với tôi. Một vài bài tôi đọc xong tôi thấy toàn tinh thần của trung cấp, mà tôi nói trước rồi, cho nên tôi nói quý thầy là bây giờ đi học, về đi học là phải lưu ý những cái tư tưởng mà tôi truyền đạt với quý thầy. Và tôi mong quý thầy tư duy, về soạn ra tư duy, đọc sách ra nhé. Chứ không phải là cái mà trong cái bài mà thí dụ như tôi ra một cái câu, cái tăng, cái câu bắt buộc của lớp tăng là gì? Thuyền sự và chính sự. Hả? Cái câu bắt buộc là câu gì? À dạ. Cái đó hình như là như vậy, tôi chưa đọc. Tôi đọc cái bài như vậy, tôi đọc cái bài của bên Ni rồi. Cái bài là tôi bên Đắc Băng Lập Ni rồi. Mà tôi thấy có chữ tăng. Là lịch sử, yếu tố lịch sử có ảnh hưởng như thế nào về thế giới ngày nay, phải không? Tức là hai đề quý thầy cô là hai lớp không hề giống nhau. Tôi ra 6 câu tôi chia thành 2. Và cái phần mà tôi hứa quý thầy cô là tôi ra đúng như tôi hứa. Tôi là hy vọng quý thầy cô là
vận dụng cái não giùm tôi nha, hả? Vận dụng cái tư duy giùm tôi. Và cái giáo lý của Phật giáo không phải là một cái gì đó mà nói như Albert Einstein là truyền bá kiến thức. Ở đây không truyền bá kiến thức, mà truyền bá gì? Truyền tài cái kinh nghiệm sống, truyền tài cái gì? Cái nghệ thuật sống đến với quý thầy cô. Và quý thầy cô cùng học để truyền tài những tinh thần này, cái tinh thần Phật giáo. Và qua cái nhìn của tôi nó như thế, nhưng mà đến khi qua cái nhìn của thầy, quý thầy cô, nó lại khác. Và nó lại mới, và nó lại cập nhật, nó lại tương đồng với cái tri thức của xã hội. Cái đó mới là cái quan trọng. Cảm ơn quý vị, chúng ta nghỉ. Nguyện đem câu đơn này hướng về cao tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.